đây là có một công ty anh chị ha, à, công ty trách nhiệm hữu hạn ha, địa chỉ là ở ấp 2 xã Bưng Riền, huyện Xi Mập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Cái khu vực em Điền đang đứng đây á, là xung quanh nha, xung quanh là có những cái nhà xưởng, công ty xí nghiệp, và điện năng lượng mặt trời, xung quanh đấy rất là nhiều anh chị, có cả nông trại luôn chị ha. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở xã Bưng Riền, huyện Xi Mập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha, chính xác là ấp 2 anh chị. Điền đang đứng trên cái mặt tiền đường này là mặt tiền đường liên xã chị ha. Nói chung là đường này mình có thể là đi cái hướng em Điền nó quay trước mặt này, mình có thể đi thẳng ra khoảng đâu đó là hơn 3 cây chút xíu ha, hơn 3 cây chút xíu mình sẽ giao với lại đường quốc lộ 55 anh chị ha. Quốc lộ 55 đó thì anh chị cũng đã biết rồi, tuyến đường mình đi Bình Thuận được này, mà mình đi thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu được ha, đi thành phố Hồ Chí Minh luôn đó, là tuyến đường đó. Còn mình đi xuống biển Hồ Cốc á, nói tới xã Bưng Riền thì cô chú gì nói tới biển, tới xã Bưng Riền thì anh chị biết là có biển Hồ Cốc ha, và có cái đồi cừu sinh thái đó. Nói chung là đồi cừu sinh thái nằm trên đường này luôn gì, mình di chuyển khoảng là hơn một cây thôi là mình đụng ngay cái đồi cừu sinh thái rồi. Mình di chuyển khoảng hơn một cây số thôi là mình đụng ngay cái đồi cừu sinh thái ha. Đó, nói chung là có nhiều nhiều tuyến đường đi thông thương lắm gì hả. Và cái hướng ngược lại đây, mình có thể là mình đi được xã Hòa Hội này, mình đi được xã Bình Châu ha. Nói chung là xã Bình Châu thì giáp ranh với lại xã Bưng Riền rồi, đi qua cũng gần. Nói chung là đi mình đi xuống biển Hồ Cốc thì khoảng đâu đó là 7 cây số anh chị ha, 7 đến 8 cây số nha. Mình đi đường thẳng luôn, một thẳng một mạch luôn là tới biển Hồ Cốc anh chị ha. Có 7 8 con cọng bông trang nằm ở sát bên luôn anh chị. Nay có Điền có một cái sản phẩm ha. Gia chủ gửi bán, nói chung là cái sản phẩm đất xào anh chị. Cái vị trí thì nói chung là nói luôn là không phải nằm khu dân cư anh chị nha. Cái khu vực này là thích hợp cho cô chú mình đầu tư để đó, hoặc là mình làm kho bãi hay là xưởng sản xuất gì đó ha. Nói chung là cái chỗ này nói chung là cách dân cư khoảng là hơn 2 cây, khoảng 3 cây số anh chị, không gần dân cư lắm ha, đâm ra là rất là thích hợp mình làm những cái kho xưởng này kia đó, rất là thích hợp luôn anh chị ha. Và cái sản phẩm mà Điền muốn giới thiệu tới đây là nằm giáp với lại mặt tiền đường liên xã này luôn anh chị ha. Đường này thì anh chị có thể thấy nè, nó rất là rộng, nói chung là xe container né nhau được luôn anh chị ha, đi thoải mái ha, đường ô tô né nhau thoải mái này, rất là rộng anh chị. Thì nãy giờ em Điền cũng mô tả cái vị trí em Điền đang đứng rồi đó, cái chỗ này thì điện ba pha có đầy đủ này, đây là về việc làm kho bãi thoải mái gì ha, điện ba pha đi ngang qua đất này. Thì em Điền cũng xin được nói cái thông tin cơ bản trước ha, rồi sau đó mình sẽ báo giá luôn. Nói chung mảnh đất sao này giá bán rất là rẻ anh chị, nói chung là tiền nào của đó anh chị, nằm xa dân cư thì giá nó rất là rẻ luôn đó. Đây chị ha, bất động sản mình đây ha, nói chung là ranh mốc thì rõ ràng. Cái bất động sản mình thì có 2 sổ ha, mỗi sổ là có 2 sổ riêng, có một sổ là 1.000 m² và có một sổ là 1.500 m² anh chị. Tổng diện tích bán là 2.500 m² hay là gọi là 2 sào rưỡi đó anh chị ha. Đó. Thì bán theo mặt tiền đường này, cái sổ 1 sào riêng này á, là ranh từ đây ha, đó qua bên này là 13,8 m anh chị, 13,8 m, sâu vào trong là 73 m anh chị ha, và nở hậu là 14 m. Đó, đúng là tổng diện tích là đúng 1.000 luôn chị nha. Đó là cái lô này là sổ riêng này đó, 1.000 đó. Đó, nói chung là ở trước đây thì có mưa nước này chị, mưa nước này thì chưa được làm thôi đó, nhưng mà nước chảy ở trước này ha, mưa nước trước đó ha. Còn cái thế đất của mình thì nói chung là cũng tương đối là bằng với đường anh chị, không trũng lắm ha. Đó. Thì qua đây là 13,8 m ha. Ở trong nước thì đang trồng tràm, đang cho người ta trồng tràm anh chị ha. Đó, thì qua tới đây là 13,8 m này, ranh mốc rõ ràng này. Đó, hồi nãy thì em Điền đã tới đây, đã mở banh ra để kiếm cái móc để quay cho rõ ràng ha, cho cô chú mình có thể là nhìn được cái ranh mốc bông sẵn của mình. Thì đây thẳng lui là 33 73 m ha. Tạm giữ tới 1.000. Và tiếp theo cái lô liền kề luôn ha,
1.500, nói chung là một chủ thôi, bán luôn cả hai cái ha, từ đây qua này, rành từ đây ha, cái 1.500 này á, thì ngang qua đây chỉ có là 10.5 thôi anh chị, 10.5 thôi, và chiều sâu á, chiều sâu thì cũng tương tự anh chị, 73m luôn, và cái hậu của mình là nở hậu tới là 25m anh chị, thì từ ranh đó qua đây thì khoảng là 10.5 anh chị nha, qua tới đây, nhưng mà cái phần nếu mà thực tế mình sử dụng được đó là mình sử dụng khoảng là 34-35m luôn chị, từ đây qua là từ đây là 10.5 đây này, qua bên này mình được là 7-8m hay là 8-9m gì đó nữa ha, qua bên này qua giáp với lại cái suối này luôn rồi chị ha, nói chung là cái phần đất này thì nó không vào sổ của mình ha, không vào sổ, nhưng mà thực tế thì mình sử dụng được ha, mình đang sử dụng bình thường ha, đó nó chưa hợp thức hóa vào sổ thôi, đó thì đâm ra là cái hình sổ 1.500 này thì nó cũng chưa được đẹp lắm ha, chưa được vuông vức, chưa đẹp đẹp lắm, nói chung là tổng diện tích á, nói chung là bán theo sổ nha là 2.5 đó, đó thì bất động sản mình đang có hướng là hướng đông bắc cái gì ha, bạn Điền xin được báo giá luôn, tổng cái bất động sản của mình là 2.5 nè, gia chủ mình đang bán là 700 triệu một sào cái gì nha, nói chung là tiền nào của đó thôi, 750 một sào, 700 triệu một sào gì, tổng luôn 2.5 thì tổng tiền là 1.750 tỷ đồng cái gì ha, đó anh chị có thể nè, họ xe chạy thoải mái luôn, đó xe né nhau thoải mái gì ha, đó từ đây qua ha, tổng mặt tiền mình bám theo sổ đó là 25m anh chị ha, 24-25m ha, từ ngay cột điện đó ha, qua bên này, còn thực tế mà nói thực tế là mình khoảng là 30 mét ha, 30 mấy mét á, thực tế mà mình bán theo mặt tiền đường này á, sử dụng được là 30 mấy mét á, nói chung là tiền nào của đó anh chị, thí dụ mà anh chị mà muốn tìm một mảnh đất xào mà nằm gần khu dân cư thôi, không nói là không điện không kể là nằm trong khu dân cư nha, trong khu dân cư thì dường như là không có đất xào rồi, tại vì ở đó là người ta bán theo đất mát ha anh chị, nếu mà dừng gần khu dân cư thôi thì ít nhất một sào thì không dưới 2 tỷ anh chị, không dưới 2 tỷ nha, và cái chỗ này thì cũng xuống biển cũng gần anh chị, 7-8 cây biển Hồ Cốc, mà một mảnh đất vườn 2.5, tổng diện tích là 2.5, bán là 1.750 tỷ thôi, cái giá quá là rẻ anh chị, mình có thể mà mua quăng đó mình để dành cũng được, hoặc là mình làm sử dụng theo cái nhu cầu mà mình muốn sử dụng cũng được anh chị ha, đất thì đang quy hoạch đất cây lâu năm toàn bộ thôi, không phải là phủ hồng, không phải nằm khu dân cư, điện ba pha đi ngang qua đất này, làm nhà xưởng kinh doanh này kia thoải mái luôn ha, xung quanh thì có những nhà máy năng lượng điện này và trang trại này, kho bãi này kia, chỗ này người ta làm rất là nhiều ha, tại vì nó thích hợp anh chị, nó cũng tương đối là không gần dân, nên là thích hợp làm mấy cái đó gì ha. Rồi em đi xin được nhắc lại một lần nữa ha, bất động sản mình tổng bất động sản là 2.5, thực tế là bán theo mặt tiền đường là hơn 30m mặt tiền đường này ha, nhưng mà theo sổ thì bán theo mặt tiền đường này khoảng là 24m, 24m mặt tiền đường này ha, theo sổ nha, đó thì đang cần bán là 1.750 tỷ ha, tổng bất động sản là 2.5, cô chú nào mà thiện chí thì liên hệ số điện thoại 0788668884 ha. Thiện chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng anh chị. Khu vực này thì cách Hồ Chí Minh khoảng là hơn 100 cây một chút xíu thôi, di chuyển khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc ha. Tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa mình thì di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Đi rất là nhanh luôn. Và mình đi cạn cái mép này kia thì mình di chuyển khoảng 1 cây số thôi, 1 tiếng đồng hồ thôi anh chị, là mình có thể di chuyển ra được cảng cái mép và những thị xã Phú Mỹ này kia đó, ra đó khoảng tiếng đồng hồ anh chị ha, và đi khoảng nửa tiếng mình sẽ đi tới thành phố Bà Rịa ha, và thành phố Vũng Tàu thì khoảng 40 phút, đó rồi có chú nào mà quan tâm thì liên hệ em nha, thì chí nữa mình gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm anh chị ha, nói chung là giá này giá cần bán đó, tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng, nếu mà mình có thể mình thương lượng mình có thể mua riêng mua lẻ cũng được anh chị, cái giá đó thì mình sẽ thương lượng sau ha,
đó, nhưng mà tổng bất động sản thì Điền đang báo là 1,750 tỷ đó, 2,5 sào rưỡi đó. Điền cũng cảm ơn cô chú gì đã quan tâm theo dõi kênh của Điền ha. Cô chú gì nhớ nhấn đăng ký kênh ha để ủng hộ em Điền, và để được xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.